Em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh For Vlog Cuộc Sống Miền Tây cả nhà ơi. Thì hôm nay hai vợ chồng đi ra ruộng kiếm cá. Cả nhà theo chân hai vợ chồng coi có không nha. Kiếm mồi nhậu, kiếm mồi nhậu. Có tài xế nè cả nhà. Đó, tại... ra ruộng là chống thoải mái luôn. Tài xế chống. Qua chống mái chứ là chống. Đây khu cảnh sau nhà em nè. Ruộng nước bao la rồi. Đây tới giếng của em rồi nè. Em thấy con cua rồi đó cả nhà ơi. Im ru lắm thắt à. Ủa sao ốc không vậy anh? Em biết. Giờ ở đây ốc dữ thiệt chứ. Đúng rồi. Ở chỗ em ốc nhiều quá. Ủa em thấy có con lươn kìa anh. Em thấy có con lươn. Lươn bự lắm. Em thấy có con lươn bự lắm luôn á. Quá rồi, quá rồi. Đã rồi. Nước nước nha. No luôn rồi. Bữa nay mần no luôn rồi. Này mần nổi không? Đây cả nhà ơi. Nãy nghe thấy có cái đuôi con lươn mà ta. Đó đó. Ép làm tông. Nào lươn nè. Cả nhà ơi, có mồi nhậu nữa rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Ủa nó mạnh mạnh quá. Quá. Đổ xong rồi em chống qua bên kia. Em chống qua bên kia. Lật hơi dữ dữ nè. Chạy nữa chứ. Đó trời nước hơi nâu luôn. Cái gì ha? Có gió bề. Nhiều không? Có không anh? Tôi xuống, tôi xuống, tôi xuống. Cứu em, cứu em. Ghép vô hả? Mở ra. Quá trời cái này rồi. Bà xã mình nay sổ cá nha. Nó nhìn cái nhìn nè. Ba. Ủa cá nè. Hết lần cá rồi. Sổ ra đi, sổ ra đi. Có lươn nữa hả vậy? Có lươn. Ồ, lòng tông rồi. Ồ. Cá chớp gì cá vậy? Ôi rồi luôn. Ôi giờ không biết bao nhiêu mà nói. Thế đâu rồi? Trời ơi. Còn tôm không? Con tôm nè. Đâu? À, vô được con tôm. Thấy ngồi bún không hả? Đâu? Đâu? Vô được con tôm, đã bá luôn. Ôi, nhìn cái thao lòng tôm rồi. Sao đây đây cũng có tôm sông nữa ta? Ừ, đã. Rồi. Ôi, con cá lòng tôm nè, tôm lấy nè. Bự ông nội ơi. Em đổ sao nó vuột lại con lươn. Sót lại con lươn. Ê, không thấy đường, nắng quá chá. Đây, đó. Hay là đây hả? Tới nhà rồi, cô chú anh chị các bạn ơi. Giờ mình đi vô lựa cá. Trời ơi, nắng rồi đổ lại. Một thau cá luôn. Rồi giờ mình... Nó tha đi đâu rồi? Cá. Quá trời luôn. Quá trời luôn nè. Cái này mình khô cũng ngon. Ê, cho vô con tôm. Cho vô tôm nè.
Cá này quá trời, nó sập con nó bự bự nè. Nhóc luôn. Tép luôn. Cái cua luôn. Dạ, cá là cá mâm non. Nhớ ớt nhất là cái chốt này luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó hiểu mà. Mà ăn được nhiêu? Ê, dở kìa. Nè, trời, cái lòng tông ngon hay ghê không? À, tại cái sạc luôn. Qua đổ con lươn nè. Qua đổ con lươn mà không có qua quay á. Trời, con lươn bự. Lươn quá, tao bự luôn. Giờ em đi ra chặt dừa cả nhà ơi. Dừa nhiều quá, giờ mình đi chặt dừa mình uống nước rất thưa. Quá. Wow. Ồ, cái dừa trái. Giờ này mình mới xuống. À, lần tới này luôn. Ừ. Nguyên bụng luôn. Chặt hết luôn. Quá trời, cái bụng nó bự. Bỏ dao xuống. Ồ, cái bụng dừa. Đây. Đưa xuống, đưa xuống. Đấy rồi ơi, nó rụng rồi. Đâu? Vừa già. Muốn già rồi. Ôi, già cống rồi. Ngọt á, thử coi, thử coi. Đúng rồi. Ừ. Ngon. Có gà luôn. Có gà rồi, bự mà. Cái này mần mứt luôn quá. Ngọt ngay luôn. Quá wow, thật cái dừa tái luôn mà. Ừ. Tái gì biết bao nhiêu tái rồi nè. Mà đúng tái bị thiếu. Chặt nữa. Rồi chặt nữa đi. Cái dừa này uống có gà luôn nè. Ngọt không? Ngay luôn. Đâu có hại cái đâu ngọt à. Rồi chặt nữa đi, chặt nữa đi, chặt nữa đi. Ngọt ghê luôn không? Ngay luôn à. Nước ngọt ngay mới ngon. À uống bỏ cái mà chất ngọt. Ừ, cái cá gì chua lét uống đâu ngon. Uống dài vậy nè, uống mới ngọt. Ngọt không? Có nó ngọt không? Uống lần. Người uống người tái vậy nè. Tại nó quả người tái. Ngọt không? Ngọt quá. Ngọt ngay luôn rồi. Đây con. Cái này xin chắc nó quất lần 3 tái. Ừ. Anh Tiên nó ngồi làm mừng người 3 tái thiệt á. Mừng 1 tái nữa rồi, đi chặt nữa nè em ơi. Cá nó bị gì không? Không. Không, tại cái màu nó già vậy. Để nó khô quá, nó bị hư. Ừ. Ồ, nó ngon mà. Cái tháng 2, tháng 3, tháng 3 vừa uống đi. Cô chú anh chị và các bạn vừa nha. Vừa nha. Rồi. Ồ, cái này mấy nhỏ nó ra nó mê lắm nè. Cái em bên nó lủng lẳng là nó giật nè. Ôi. Ở trong đó không thấy á. Ôi quá, nãy giờ kéo xong chặt xong một xe rùa luôn. Ở đâu cũng có trái dừa hết. Đỏ nhà này cả nhà. Dừa sim đỏ. Quá trời đỏ luôn. Thế bự ghê. Có thơm ăn nữa rồi. Ờ đúng rồi. Khi đi ra tái này tới Tết ra tái thơm dữ. Hôm nay gốc này hết hồn luôn nè. Đã kìa. Gốc đẹp. Quá tờ mai luôn. Ai có nhu cầu mua mai mình bán luôn nha.
Đây mai lớn lớn không luôn. Có chung cũng vừa. Có mua ớt bán ớt luôn. À. Về vuông là ớt, ớt chim ỉa là vậy nè. Quá wow, trời đỏ luôn. Đã không? Ngon. Nay là lâu lâu mình về vuông nghe cả nhà. Giờ em lăn bột cái lòng tông nha, chiên cho nó giòn á, mình ăn với nước mắm chua ngọt nữa là hết sảy miền Tây luôn. Giờ chồng mình xé nha. À, nóng rồi gì anh? Chiên đồ rồi đó. Cá chiên. Em có mâm rau ăn với lẩu cơm mẻ. Cá trê đồng mình đây. Đây, cháo lẩu cá trê với cơm mẻ. Có nguyên cái mâm rau, ăn chắc ăn rau không á. Đây, chị Út nhà em nha. À, cái đó cần cuốn với cây ao á, nó mới ngon. Cuốn cây ao này nè, rồi mình chấm nước mắm, đúng rồi. Nha. Ôi, em đâu có biết ăn chuột. Thôi. Uống chuối hả? Đạp. Này, uống cái gì anh? Uống cái gì? Rượu chuối. Nhau không có uống bia không có được. Không gà là uống không uống bia luôn. Chủ đế không? Ngon. Quá trời món luôn rồi. Giá chưa? Rồi. Giới thiệu món gì chưa hả? Giới thiệu đi. Đây là gà hấp núm. Đây một thấy núm, ớ thấy gà, không thấy núm. chuột nướng trộn màu vàng tươi quá. Chiên bột à. Chiên bột nó giòn quá tôi đã luôn một dĩa luôn đây đó, nguyên một dĩa luôn này à. À, mực khổng lồ xào dưa mực mực xào dưa leo à. À, em mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với gia đình em nha. Dạ em xin mời rồi món con thứ mấy nữa, thứ một. thứ tư là lẩu mẻ. Ừ. Lẩu mẻ cá đúng rồi, nói chung ở đồng quê mình có gì mình sử dụng đó đi. Vô bà Nam ơi, vô ăn cơm quá. Ê, muối ớt đâu ta? Ăn nước mắm đỡ luôn đi. Muối ớt có rồi, có chấm chưa? Ờ, lấy cái chấm ớt này đó đó Bảo cho cha hả? Bỏ đi con. Lấy chén nước bỏ đi. Ừ. Cho bỏ. Lấy chén nào cả? Chén ngủ không? Chén đâu? Ăn mẻ vậy. Lấy đâu? Lại gà luôn không? Đâu? Em không có chén. Nè Bảo ơi. Mẹ đó. Thơm nè. Cái dĩa gà quá khá bực chết luôn. Cho nó chín cái thì thôi bỏ đó. Bỏ gà này trước tại vì bỏ miếng gà này. Ăn miếng chuột ngon lắm nè Lâm. Nè mẻo mẻ hả? Bạn đi bà. Ngon lắm. Người con đi. Người con đi. Ngon lắm. Mua nồi này tiện lắm nè. Vừa chiên được là đúng rồi. Ướp vừa ăn luôn. Ngon quá. Gà bánh tiện chưa? Dạ dai nha. Quá em. Ngon quá. Chén với ớt chấm gà luôn. Thả với con hát. Gấp gà ăn đi cưới. Nó ăn vậy. Cơm chịu hết. Ừ, đau quá. Ừ. Con tàu á luôn. Biết lâu rồi. Chín chưa? Chưa biết. Nhỏ lại đi anh ơi, mình ăn mấy vòng bây giờ. Cái con bạch tuộc nó giòn á. Không, cũng giòn á. Con này con lại mực lớn á. Con lâu mới có gì vậy. Mực tà bá luôn nè. Còn gâu á. Gâu mực. Mực đâu.
không giờ một hai năm khó rồi ăn nữa bả. Đúng rồi. Ăn cái gì ăn đó. Ăn gì ăn thời gian ra sao? Một món ghê luôn rồi. Tự làm. Tự tay em làm. Tay em chưa biết nào. Tùm lum thiệt chứ không biết cấp món nào á. Dạ dai quá trời luôn á. Ngon ha. Đã tự mở mà thấy cái em nấu số 1. Tại em thiệt luôn á. Con thấy con cá là bột mình chiên luôn, tại con thấy cá này nghe làm sao á. Đi hành làm bột nó dễ. Nó thực ra hấp lắm lắm đâu thấy. Nó có lắm được, có lắm được. Nó lên đây dễ hổ hết rồi. Con hai ba, hai ba cũng lắm à. Mua nữa cũng bấm cái chứ nè, mình không lắm đâu. Để đó. Kẹo chị mình bỏ hẹt lắm. Nó nói kẹo mà mày ăn nó không thấy đúng. Chạp luôn, chạp luôn. Bắt đi. Dạ em mời cô chú anh chị và các bạn dùng vụ nha. Hôm nay đi đổ vớn về cái được có cái món này. Tại vì lòng tông nhiều. Đúng rồi. Được món này ngon, luôn. Mà ngon thiệt. Đúng rồi, cái giò. Rồi mình mua thêm nữa. Giúp luôn. Nó rất là giòn luôn. Thấy không? Cá cá giằng câu nè. Đã không? Không bao giờ cá này gã. Nấu hồi nãy giờ cỡ nào cỡ không gã. Cá đồng á. Đâu bỏ rau vô đi anh. Bỏ rau vô. Tô tê tượng nè. Đúng rồi. Tê tượng. Rau ôm. À, rồi bỏ bắp chuối vô rồi, nữa. Bắp chuối này cho nó mềm cái mấy thôi, bắp chuối. Thôi chỉ nó ngang ngang luôn á, anh bỏ lại bắp chuối vô luôn. Vô luôn. Đó, chuối vô. Quá trời cái mâm cái dĩa rau này. Rồi trộn lên. Múc cho em miếng luôn. Không, em thái rau là vừa thôi. Để cho chín cá ăn ngon. Wow. Đó. Cái tôi phải lại thái sống. Còn nguyên khối cá rồi. Đó, vậy đó. Dao này mình ăn sống được. Ôi, xong rồi lọt nó miếng dưa leo ra. Mình tự nhiên đi, ở nhà không mà đó. Đúng rồi, bỏ gao vô đi. Bắt cái bếp lớn lên tiếng như không? Không ăn gì được. Đây, em gao em chấm. Em chấm muối ớt nha. Đó. Sao cái bếp lớn lên tiếng vậy? Rồi. Chấm muối ớt mình ăn vô ha. Vậy mời cô chú anh chị các bạn cùng dùng cơm với gia đình em nha. Ngồi nghe cái gì vậy, điểm gà, quất điểm gà. Ngon. Hết sảy miền Tây. Cái tên nó dai. Nóng. Nóng nữa. Con lẩu này hả, là phát ăn bắp chuối. Cái tượng với rau ôm nha. Cái này ăn như vậy, nó bút bài luôn. Đừng có bỏ dùm giúp nha, thấy dùm giúp anh chứ ngon nha. Mà là miếng lạc không phải không giúp nha. Nãy giờ chồng là món sở thích, món sở trường không? Cá trì trắng nấu mẻ. Nhưng mà nó dai ngon đúng không? Không phải. Cá trì trắng thì còn ăn được, nhưng mà cá trì vàng không ăn được nha. Ăn ngộ đời vậy đó. Mỗi người thích. Đúng rồi, mỗi người mỗi sở thích đúng rồi. Đúng không thiệt luôn á. Trời ơi, gặp cái món mình thích con cá rồi chứ. Nấu ngay cái món mình thích đi. Ăn tự nhiên nha. Ngon quá. Ngon quá cả nhà.